Chào mừng quý vị anh chị đã quay trở lại với những video của em Hồng Ngọc. Và hôm nay thì lên sóng cho anh chị một chiếc xe phục vụ gia đình, công việc tối ưu và cực kỳ hợp tài chính nhé. Đó là một chiếc Everest 2 cầu 2020 đã đi được 30.000 km anh chị ạ. Với mức giá thì chắc chắn là rẻ hơn trong hãng, phải ít nhất là 300 triệu anh chị nhé. Ít nhất là 300 triệu cho em Ngọc ạ. Và nhà mình sở hữu chiếc xe này thì đây là phiên bản 2 cầu rồi, rất là đầy đủ tính năng, từ tính năng thông minh cho đến tính năng an toàn trên xe. Xe Ford thì nổi tiếng là những tính năng an toàn cho quý khách rồi đúng không ạ? Nhưng ngoài ra thì không vì thế mà chiếc xe này nó bị cổ hủ anh chị nhé. Nó đi tiên phong trong những cái công nghệ như là đá cốp, thì ở bên trong xe có đầy đủ, rất là đầy đủ cho anh chị. Đấy, với những phiên bản cùng phân khúc như Santa Fe thì mãi đến gần bây giờ cũng vẫn chưa có cái tính năng là Adaptive Stop đâu. Nhưng mà Everest thì đã trang bị rất là đầy đủ rồi. Cái không gian ngồi thì chắc chắn là bác con này được đáp ứng tối ưu cho khách hàng rất là cao đấy anh chị nhé. Đi nói chung là đi vượt mọi cung đường. Lốp lát thì đây em quay cho các bác anh chị cùng xem này. Nhưng mà về phần lốp thì chắc là không phải nói khen đâu, nhưng mà đúng là xe 2020 mà đi cái phần ta lông của xe vẫn còn rất là dài. Đây, em mời quý vị anh chị vào trong phần khoang nội thất của xe nhé. Chất liệu ghế da 2020 nhưng mà vẫn còn rất là mướt bóng, không có dấu hiệu là bị lõm nhé. Thiết kế của Ford là nó có cái thiết kế kiểu phồng như này anh chị này, chứ không phải là nó bị đi một thời gian nó phồng lên như này đâu, mà là thiết kế em đã từng bán rất là nhiều các chiếc xe, kể cả dòng lướt 2021 thì nó cũng có cái thiết kế bị dạng bị phồng cái chất liệu da lên như vậy. Là một cái đặc trưng rất là riêng của xe Ford. Keo chỉ thì chắc chắn là zin 100% cho anh chị rồi. Xe nhà em thì nhập về thì đều kiểm tra rất là gắt gao cái khâu kiểm tra check lịch sử hãng để kiểm tra một chất lượng chiếc xe mang đến khách hàng tối ưu nhất. Ghế chỉnh điện cả hai bên anh chị nhé. Bản hai cầu này thì rất đầy đủ cho mình rồi. Cửa sổ chơi toàn cảnh. Đấy, bây giờ em sẽ vào phần khoang nội thất cho anh chị này. Có một cái nhược điểm một chút đấy thôi, là với cái chiếc xe này thì nó vẫn là phanh tay cơ thôi. Nhưng mà bù lại thì rất là nhiều tính năng, đi mọi cung đường, bùn lầy cát, rồi là bật tắt cầu, cân bằng trơn trượt. Cruise control chắc chắn là đầy đủ hết rồi. Như cái tính năng lúc em nói với anh chị là Adaptive Stop ấy, thì khi mà mình đang đi ga tự động thì có một cái phương tiện mà nó ở phía trước thì xe sẽ tự động phanh ra cho mình. Đó là một tính năng rất là an toàn. Nhiều khi là những tính năng cruise control của các xe bình thường khác ấy, thì nó chỉ đi theo cái setup của mình thôi, chứ nó nếu mà có xe khác mà ở phía trước mình khoảng cách tối ưu thì cũng không thể nào mà tự phanh được. Như chiếc xe Ford này sẽ là tự phanh được cho anh chị nhé. Rẻ nét ban ngày trông rất là nổi bật. Nói chung là về chiếc Ford này thì thực sự nó khá là khỏe khoắn. Ngoài chiếc trắng này ra thì nhà em còn một chiếc màu đỏ 2018 hai cầu nữa. Nhà mình quan tâm chiếc này thì sẽ liên hệ trực tiếp với em trên số hotline anh chị nhé. Xe nhà em thì rất là nhiều dòng gầm cao để phục vụ anh chị, và xe máy dầu. Đấy. Chiếc Ford Everest 2 cầu 2020 đã đi được 30.000 km này, nhà em đang chào bán với mức giá vô cùng yêu thương và mừng đại lễ, đó là 1.288.000.000 anh chị nhá. Giá trên thì em Ngọc còn thương lượng và gia lộc cho nhà mình. Nhà mình quan tâm chi tiết thì hãy liên hệ trực tiếp với trên số hotline anh chị nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.